Quý khán giả thân mến, vùng biển Tây Nam của Việt Nam rộng 150.000 km², rất thuận lợi phát triển du lịch, dịch vụ, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản. Nghị quyết số 128 đang góp phần khôi phục lại lĩnh vực du lịch biển đảo nói chung, trong đó có quần đảo Nam Du, tiếp tục góp phần kết nối hiệu quả với các tour tuyến miệt vườn ở đất liền Tây Nam Bộ. Quần đảo Nam Du với trên 20 hòn đảo lớn nhỏ thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Trong đó hơn 10 đảo có cư dân sinh sống với hai đơn vị hành chính cấp xã là xã An Sơn và xã Nam Du. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, những năm qua quần đảo này thu hút rất nhiều du khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Cũng như nhiều địa chỉ tham quan biển đảo từng bước thực hiện hiệu quả nghị quyết 128 của chính phủ, khu vực dịch vụ du lịch ở xã đảo An Sơn đang dần khôi phục trở lại. Mấy tháng nay thì là không có buôn bán gì được hết trơn á. Mới có buôn bán được có từ Tết dương lịch đến giờ thì cũng có lai dài chứ cũng không có đắt như trước nha. Khoảng một tháng nay, homestay Thảo Thường Cam đón khách đến lưu trú đầy các phòng vào những ngày cuối tuần. Ước tính đạt khoảng 50% công suất so với trước, nhưng cũng là tín hiệu đáng phấn khởi để chủ cơ sở chỉnh trang phòng ốc và khuôn viên xung quanh theo không khí ngày xuân để phục vụ du khách. Homestay Thảo Thường thì mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái Tết năm nay rồi. Các bạn ra đây ăn Tết thì ở đây mình cũng trang trí đầu như ở nhà rồi. Cũng có mai, cũng có những cái gì nó mới mẻ làm cho không khí mùa Tết nó tươi vui hơn rồi. Mong các bạn ra để ủng hộ homestay nha. Bên cạnh là vận động các cơ sở kinh doanh là trước khi nhận khách thì cũng tư vấn khách về cái vấn đề phòng chống dịch. Cái thứ nhất là kiểm soát dịch, cái thứ hai là khách đến địa phương thì địa phương cũng thành lập cái tổ kiểm soát phòng chống dịch tại cầu cảng. Khi mà khách lên tới thì khai báo y tế, và những cái trường hợp mà nghi ngờ nhiễm hoặc những cái trường hợp mà ở các vùng có các cấp độ khác nhau á, có cái ảnh hưởng của cái dịch á, thì sẽ tổ chức test nhanh cho khách để kiểm soát ở ngay dưới cảng. Thực hiện hiệu quả nghị quyết số 128 của chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, các tour tuyến du lịch dần khôi phục và kết nối trở lại. Đây là tín hiệu đáng mừng để Tết này, du khách gần xa có thể trải nghiệm những tour tuyến miền Tây từ miệt vườn đất liền đến các khu vực biển đảo ở vùng biển Tây Nam của Việt Nam.